trứng rán cành mỡ, bắp cành bơ, yêu ngay kẻo lỡ để ta chờ. Sau khi hái hoa hồng về, chúng ta sẽ bỏ cuống và rửa sạch với nước nha các bạn. Sau khi rửa sạch hoa hồng, chúng ta sẽ bỏ ra chén và chuẩn bị cho món ăn của ngày hôm nay nha các bạn. Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hạ Băng GV Cuộc Sống ở Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ làm một món ăn đó là trứng rán hoa hồng. Nguyên liệu chúng ta cần là hoa hồng. Bông hoa hồng đã được rửa sạch rồi nha các bạn. Rồi, cái nguyên liệu thứ hai nữa đó là trứng. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị 4 quả trứng gà nha các bạn. Gia vị gồm có muối, mình có ít muối Himalaya, tiêu, ớt bột Hàn Quốc và bột nghệ nhé, thêm hạt nêm của Nhật Bản, hạt nêm cá. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nào. Đầu tiên chúng ta hãy đập trứng vào tô. Sau khi đập trứng, chúng ta bắt đầu nêm gia vị nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho một ít muối vào. Tiếp theo là mình sẽ cho một ít tiêu. Tiêu bên này phải quay tay nha các bạn. Quay đều đều vào. Đây là muối Himalaya nha các bạn. Tại vì mình ăn cay nên mình sẽ cho thêm một ít ớt bột của Hàn Quốc nữa, cho vào cho nó cay. Đây là ớt bột của Hàn Quốc. Mình sẽ cho thêm một ít nghệ nữa. Cái này là nghệ của nhà mình làm nhé. Mẹ mình đã gửi qua cho mình. Đây là bột nghệ nhà làm. Mình cho bột nghệ vào ăn cho tốt. Rồi một ít hạt nêm từ cá của Nhật Bản. Cái hạt nêm này cũng giống hạt nêm Knorr ở Việt Nam mình á, nhưng mà nó làm từ cá nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh trứng lên nha các bạn. Chúng ta sẽ đánh trứng đều lên. Đánh cho nó dậy trứng lên thì trứng nó mới sốt và ngon nha các bạn. Khi trứng bắt đầu dậy lên rồi, chúng ta bắt đầu cho một ít hoa hồng vào. Chúng ta chỉ cho một phần của hoa hồng vào thôi nhé. Phần còn lại chúng ta sẽ cho sau. Tại vì cánh hoa hồng nếu mà chúng ta cho vào hết thì nó sẽ bị chín quá, nó sẽ không có đẹp nha các bạn. Chúng ta sẽ đánh đều lên. Cắt thêm một ít hành taro vào nha các bạn. Mình sẽ xài cái hành taro. Hành taro thì nó ngọt hơn. Cho toàn bộ hành taro vừa cắt xong vào cái tô trứng nha các bạn. Chúng ta đánh nhẹ thêm một lần nữa nhé. Vậy là xong phần chế trứng nha các bạn ơi. Tiến hành làm nóng chảo. Cho thêm một ít dầu ăn vào chảo. Nghiêng đều chảo để dầu ăn cho nó đều trên cái mặt chảo nha các bạn. Lát nữa trứng ít bị dính. Rồi chúng ta sẽ đổ trứng vào. Khi tiến hành đổ trứng, chúng ta đổ đều trứng nha các bạn. Đổ đều trứng lên trên mặt chảo.
để cho cái trứng nó sẽ mềm đều ra đẹp hơn. Rồi chúng ta sẽ cho gạt những cái cánh hoa hồng và hành taro vào cho nó đều. Đậy nắp lại, chờ trong một khoảng thời gian khoảng tầm 3 phút. Sau đó chúng ta tiến hành cho một phần hoa hồng còn lại lên trên mặt trứng. Chúng ta rải đều phần hoa hồng còn lại lên mặt trứng nha các bạn. Khi mà mặt trứng hơi ráo rồi á, chúng ta sẽ tiến hành tắt bếp ga và cho trứng ra dĩa. Đây là cái phần trứng nha các bạn. Phần trứng chúng ta đã chiên sơ qua rồi. Giờ mình sẽ đưa phần trứng này vào lò vi sóng để làm cho nó ráo thêm cái mặt trên một tí xíu cho cái dĩa trứng mình nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ bấm khoảng tầm 1 phút nha các bạn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món trứng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt một vài lát dưa leo để trang trí lên phần dĩa trứng để cho nó đẹp hơn. Món trứng hoa hồng rất là đơn giản và dễ làm, nó ngon và bổ dưỡng. Tất cả các bạn cũng có thể thực hiện tại nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Hà Văn. Chúc các bạn thành công với món trứng rán hoa hồng. Chào tạm biệt mọi người, mình là Hà Văn. Nhớ bấm đăng ký để theo dõi những clip cuộc sống và khám phá của mình mỗi tuần nhé.